Cựu điều tra viên Bộ Công an Hoàng Văn Hưng là ai? Tinh vi cỡ nào lại bác toàn bộ cáo trạng, lật ngược lời khai của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội? Các bạn thân mến, ngày 17 tháng 7, sau 4 ngày liên tục xét hỏi các bị cáo, hàng loạt lời khai của các cựu quan chức cấp cao nhận hối lộ đã rõ. Duy nhất chỉ có cựu điều tra viên Bộ Công an Hoàng Văn Hưng là người kêu oan, bác toàn bộ cáo trạng, lật ngược lời khai của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, khiến cho phiên xét xử trở nên vô cùng gay cấn. Vậy Hoàng Văn Hưng là ai? Cựu điều tra viên Bộ Công an này tinh vi thế nào? Chúng ta cùng theo dõi những thông tin chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Cụ thể, Hoàng Văn Hưng có một profile cực khủng. Bị cáo Hoàng Văn Hưng từng là cựu trưởng phòng 5 thuộc Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, điều tra viên chính thụ lý vụ án. Tháng 9 năm 2022, sau 8 tháng điều tra vụ án, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển sang trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh Điều tra. Nói thế để lý giải tại sao Hoàng Văn Hưng là bị cáo hiếm hoi có trạng thái tinh thần tích cực. Đối diện hội đồng xét xử, Hưng nhìn thẳng, không né tránh, thậm chí trả lời các câu hỏi một cách rành rọt, lưu loát. Đủ hiểu độ tinh vi của Hưng ra sao, và Hưng có thể làm chủ được toàn bộ cảm xúc cũng như câu nói của mình. Tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, trong khi cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội nghẹn ngẹn, nữ doanh nhân bật khóc nức nở, thì cựu điều tra viên luôn bình tĩnh, linh hoạt trả lời thẩm vấn. Sự tự tin của Hưng còn thể hiện ở những cử chỉ. Các động tác vung tay của Hưng biểu lộ việc cựu điều tra viên này hiểu rõ bản chất vụ án, tình thế của bản thân và cần phải khai những gì. Việc hội đồng xét xử, các luật sư đối mặt với một cựu điều tra Bộ Công an hẳn không đơn giản chút nào. Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Hưng cho rằng mình bị oan và phủ nhận lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, về việc đưa tiền hối lộ cho bị cáo. Chỉ cần nhìn qua màn chiếu camera đủ thấy Hưng bình tĩnh cỡ nào. Hưng nhìn thẳng vào hội đồng xét xử, nói: kết luận điều tra và cáo trạng đều buộc tội oan cho bị cáo. Thỉnh thoảng quay sang phía bàn viện kiểm sát. Hưng thậm chí còn cho rằng cơ quan tố tụng căn cứ vào những lời khai một chiều để buộc tội anh ta. Những lời khai này, theo Hưng, còn có nhiều điểm mâu thuẫn, không đúng sự thật. Không dừng lại ở đó, cựu điều tra viên còn hứa hẹn sẽ trình bày nhiều chứng cứ chứng minh cơ quan điều tra, cơ quan công tố không những truy tố sai cho Hưng mà còn bỏ lọt tội phạm. Hưng khai, do có mối quan hệ ân tình với bị cáo Tuấn nên khi bị cáo Tuấn nhờ tư vấn giúp bị cáo Hằng là nghi can trong vụ án, Hưng đã gặp Hằng 4 lần, đều tại nhà bị cáo Tuấn. Trong những lần này, Hưng chỉ khuyên Hằng ra tự thú để hưởng khoan hồng. Bởi theo Hưng, nếu vận động được Hằng ra đầu thú sẽ giúp ích nhiều cho cơ quan an ninh khi mở rộng điều tra vụ án, nên Hưng mới tiếp xúc. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2022, sau 8 tháng điều tra vụ án, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển sang trưởng phòng chính trị hậu cần Cục An ninh Điều tra. Lúc này, Hưng vẫn trao đổi với bị cáo Tuấn và Hằng, khẳng định đây chỉ là chuyện luân chuyển về hành chính, và bị cáo vẫn chỉ đạo án. Và chúng ta đang nhìn thấy hai cựu công an đối chất với nhau vô cùng gay cấn. Hưng không hạ giọng, nhất quyết nói không có tiền. Sau tại tòa, bị cáo Hưng cho rằng vụ án chuyến bay giải cứu có khoảng 25 điều tra viên tham gia dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hai lãnh đạo cục và sự kiểm soát chặt chẽ của các kiểm sát viên. Khi chuyển sang phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh Điều tra, Hưng không được tham gia vào vụ án nên không thể can thiệp giúp Hằng và Sơn như họ khai. Phản bác lại lời khai của Hưng, bị cáo Tuấn tiếp tục khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra và các phiên xét xử trước về những việc làm trung gian cho Hưng và Hằng gặp gỡ chạy án là chính xác. Ông Tuấn một lần nữa khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra và các phiên xét xử trước về việc đã làm trung gian cho Hưng và Hằng gặp gỡ chạy án. Về lần cuối cùng chi tiền, ông Tuấn giữ nguyên lời khai cho 450.000 đô la Mỹ và chiếc cặp da mã số 104. Nhờ tài xế riêng mang đến cổng cơ quan của ông Hưng để giao. Mã số chiếc cặp cũng do ông Tuấn gọi điện báo cho Hưng. Tôi khẳng định cặp có mã số. Anh Hưng tự mở hay phá hay làm gì, luật sư đi mà hỏi. Tôi không biết. Ông Tuấn lớn giọng nói với luật sư. Lập tức chủ tọa ngắt lời, cho rằng đây không phải là vấn đề đôi co. Về lần cuối cùng chi tiền cho Hưng, bị cáo Tuấn giữ nguyên lời khai cho rằng cho 450.000 đô la Mỹ vào chiếc cặp da mã số 104. Tuấn nhờ tài xế mang đến cổng cơ quan của Hưng để giao cho Hưng. Mã số chiếc cặp cũng do Tuấn gọi điện báo cho Hưng.
Tuy nhiên, bị cáo Hưng vẫn giữ nguyên lời khai đã trình bày trước tòa, phủ nhận trong chiếc cặp mã số 104 có đựng tiền. Hưng khai trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang và khi nhận quà còn khoe với lái xe và cất vào cốp xe ô tô. Hưng khai không biết bị cáo Tuấn chuyển quà là rượu cho mình. Do trước đó Hưng nói sắp tổ chức bữa cơm tri ân các bác sĩ đã điều trị COVID-19 cho mình, nên đoán bị cáo Tuấn tự chuyển rượu tặng để tiếp khách. Cũng tham gia đối chất với Hưng tại tòa, bị cáo Hưng thừa nhận những nội dung truy tố là đúng. Các lần chuyển tiền, Hằng đều đưa cho bị cáo Tuấn để chuyển cho Hưng. Có lần ở nhà Tuấn, Hằng còn thấy Hưng cầm túi tiền ra về. Chính là cái túi mà lúc trước Hằng đưa cho bị cáo Tuấn. Bị cáo Hằng bày tỏ sự ân hận khi đã kéo theo bị cáo Tuấn vướng vào vòng lao lý. Cũng tại phiên tòa, hình bóng của một điều tra viên cao cấp hiện lên qua cách Hưng đề nghị được chất vấn với bị cáo Hằng hai câu hỏi. Hưng hỏi lưu loát, chậm rãi, nói rằng: "Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, chị khai báo tôi là người hướng dẫn chị khai báo về nội dung chị nhận trách nhiệm và che giấu hành vi của anh Sơn. Nhưng khi đối chất với tôi, dưới sự điều hành của hai điều tra viên và một kiểm sát viên, chị khai báo rằng nội dung đó được anh Tuấn hướng dẫn. Nhưng ngày hôm nay, chị lại khai báo trước hội đồng xét xử, tôi là người hướng dẫn chị, đề nghị chị cho biết lời khai nào là chính xác." Trước câu hỏi này, bị cáo Hằng từ chối trả lời câu hỏi đầu tiên. Tiếp sau đó, đúng là nghề của Hưng, khi đã lên tới chức trưởng phòng, đã từng kinh qua nhiều chuyên án khó nhằn, đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, hẳn mọi manh mối, sơ hở Hưng đều nắm bắt rất nhanh. Hưng đứng dậy xin phép tòa được hỏi câu thứ hai. Câu thứ hai, chị Hằng hoàn toàn không hề biết bị cáo yêu cầu anh Tuấn chuyển 350.000 đô la Mỹ. Chị Hằng cũng không biết anh Tuấn chuyển tiền cho bị cáo. Chị Hằng cũng không biết anh Tuấn đưa tiền vào chiếc cặp mà bị cáo nhận. Vậy căn cứ vào đâu chị Hằng khẳng định lời khai của anh Tuấn là hoàn toàn chính xác? Và đến câu này, bị cáo Hằng hoàn toàn cứng họng. Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky cũng không trả lời câu hỏi này của bị cáo Hưng. Trở về chỗ ngồi, bị cáo Hoàng Văn Hưng không chút dao động. Từng là điều tra viên thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu, Hoàng Văn Hưng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhiều lần liên hệ trao đổi thông tin với Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bật đèn xanh cho đối tượng bị điều tra chi tiền để lo lót nhằm không bị xử lý hình sự. Bị cáo khai cho hội đồng xét xử biết là bị cáo giữ chức vụ trưởng phòng 5 của Cục An ninh điều tra từ thời gian nào đến thời gian nào? Là kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo giữ chức vụ trưởng phòng 5 từ tháng 11 năm 2016 ạ. Bị cáo có được phân công làm điều tra viên tiến hành điều tra vụ án đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số... Bị cáo có ạ. Trong quá trình bị cáo được phân công điều tra như trên thì bị cáo Nguyễn Anh Tuấn có liên hệ với bị cáo nhờ bị cáo giúp đỡ cho ai không? Dạ có ạ. Cụ thể là ai? Dạ chị Nguyễn Thị Thanh Hằng ạ. Bị cáo và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn có gặp gỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng và trao đổi về nội dung liên quan đến những cái nội dung mà Hằng thực hiện những hành vi đang bị điều tra không? Dạ, bị cáo có gặp chị Hằng nhưng mà bị cáo không có trao đổi với chị Hằng về cái nội dung ạ. Bị cáo gặp Hằng bao nhiêu lần và gặp Tuấn bao nhiêu lần? Theo trí nhớ của bị cáo ấy thì bị cáo gặp chị Hằng từ tháng 2 đến tháng 11. Bị cáo gặp chị Hằng ở tại nhà anh Tuấn 4 lần. Tổng số là 4 lần? Tổng số là 4 lần ạ. Trong cái lần gặp này thì bị cáo và Hằng và Tuấn trao đổi những nội dung gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo sẽ trình bày lần lượt từng lần ạ. Rồi. Lần thứ nhất là vào đầu tháng 2 năm 2022, tức là sau kỳ nghỉ lễ Tết khoảng 2 đến 3 ngày ạ. Thời điểm này thì vụ án bị cáo tạm gọi là vụ án giải cứu ạ, được khởi tố khoảng 10 ngày. 10 ngày thì trừ đi 6 ngày nghỉ Tết thì mới khởi tố, tính ra là ngày làm việc là có 4 ngày thôi ạ. Đấy thì sau khi nghỉ lễ Tết thì anh Tuấn có gọi điện thoại cho bị cáo. Đấy, hỏi là anh có cô em là Hằng ở công ty Blue tình hình như thế nào. Thì bị cáo có nói là anh ạ, tình hình chỗ chị này thì sớm muộn thì cũng sẽ bị gọi lên. Bây giờ thì chưa, nhưng sớm muộn thì cũng sẽ bị gọi lên. Đấy, và chắc chắn là như thế. Nếu mà là mối quan hệ của anh thì tốt nhất bây giờ thì anh động viên chị ra tự thú. Đấy, tại sao mà bị cáo nói với anh Tuấn như vậy? Là bởi vì là khi khởi tố vụ án, cái vụ giải cứu này ấy,
thì ở đây chắc chắn là có các kiểm sát viên đều biết cả. Lúc này vụ án là gần như là không có bất cứ một cái tài liệu gì cả, một cái chứng cứ nào cả. Đấy, gần như là án đưa nhận hối lộ nhưng mà lại khởi tố và điều tra bằng cái hình thức là truy xét ạ. Đấy, cho nên là nó thực tế là nó rất là bế tắc trong cái việc mà mở rộng. Đó. Thế thì bản thân bị cáo cũng như là cơ quan điều tra ấy, được các cán bộ của cục A01. Thôi, bị cáo không trình bày lan man. Dạ. Bây giờ tòa án hỏi bị cáo là trong cái buổi những cái buổi gặp gỡ tại nhà hàng. Dạ. À, xin lỗi, trong những cái buổi gặp gỡ tại nhà Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Bị cáo và Hằng và Tuấn trao đổi những nội dung gì? Dạ vâng ạ. Bị cáo rõ rồi ạ. Tức là tại buổi đầu tiên ấy, thì khi mà cục điện thoại anh Tuấn có gọi điện thoại cho bị cáo như vậy thì bị cáo nói như thế. Thế sau đó thì khoảng 2 đến 3 ngày sau cái cuộc điện thoại đó thì bị cáo được một người em của anh Tuấn ạ. Cũng có đưa đến đón bị cáo. Đấy, rủ bị cáo sang nhà anh Tuấn chơi. Đấy, thế thì khi đến nhà anh Tuấn tại số 20 Đặng Thái Mai, tại buổi đấy thì ba anh em cũng ngồi nói chuyện. Đấy, chuyện gia đình và Tết thôi. Thế trước khi bị cáo có xin phép về thì anh Tuấn có nói là cho cô em có cầm mặt một chút. Đấy, thì bị cáo cũng chưa kịp phản ứng gì thì có một chị phụ nữ đi từ trong nhà đi ra. Đấy, thì anh Tuấn giới thiệu đây là Hằng. Đấy, thì bị cáo với cả chị Hằng cũng có chào hỏi nhau. Đấy, và chị Hằng có nói là cái việc của em thì anh Tuấn cũng đã nói rồi. Đấy, em cũng sẽ ra để trình bày nhưng mà vẫn còn lo lắng quá. Thì bị cáo có động viên chị Hằng là bây giờ việc của chị như thế thì tốt nhất là chị nên ra để được hưởng cái khoan hồng của pháp luật. Nội dung toàn bộ là như vậy. Buổi gặp diễn ra trong khoảng tầm mà bị cáo gặp chị Hằng khoảng tầm 5 đến 10 phút là cùng thôi ạ. Vâng. Buổi gặp thứ hai như thế nào? Thưa hội đồng xét xử, buổi gặp thứ hai là sau khi mà chị Hằng ra tự thú làm việc với cơ quan điều tra được khoảng 2 đến 3 tuần ạ. Đấy, thì anh Tuấn có gọi điện thoại cho bị cáo, mời bị cáo sang nhà anh Tuấn. Thì khi bị cáo sang nhà anh Tuấn thì đã có chị Hằng ở đó. Lý do của cái buổi đó thì chị Hằng có nói rằng là chị Hằng hôm nay chị Hằng được các cán bộ của A01 làm việc. Cán bộ của A01 có trách chị Hằng là tại sao lại trình bày với cơ quan điều tra mà không trình bày với cả A01. A01 thì trước làm việc trước với chị Hằng. Đấy, và A01 yêu cầu chị Hằng phải trình bày với A01, đồng thời là nộp các cái tài liệu có liên quan. Đấy, thì ngay khi đó ấy, thì bị cáo cũng nói với chị Hằng là hai đơn vị này thì đã phối hợp với nhau thì cũng giống như nhau cả thôi. Nếu cán bộ A01 mà yêu cầu thì chị Hằng cứ trình bày và chị Hằng chuẩn bị hai bộ tài liệu. Một bộ thì nộp cho cơ quan điều tra và một bộ thì giao lại cho A01. Đã, đó là nội dung về công việc. Thế tại buổi này thì bị cáo cũng với anh Tuấn với chị Hằng cũng xác định rất rõ với nhau. Bị cáo có nói là cái việc của chị Hằng là ra tự thú là sẽ được hưởng theo chính sách khoan hồng của pháp luật, tình tiết giảm nhẹ là tự thú, và xác định với nhau rằng là tại thời điểm này đấy thì căn cứ vào cái chính sách như vậy và cái chủ trương vận động các đối tượng ra tự thú thì chị Hằng sẽ chưa bị khởi tố và không bị bắt giam. Nhưng mà chắc chắn rằng là khi mà trước khi kết thúc vụ án thì chị Hằng sẽ bị khởi tố và chị Hằng sẽ phải chịu xử lý bằng một cái bản án, mức độ như thế nào thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ được nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trong cái buổi làm việc này thì bị cáo có hướng dẫn Hằng viết những bản tường trình không? Bị cáo không ạ. Bởi vì là cái đấy thì đã chị Hằng đã gửi cơ quan điều tra trước rồi ạ. Tức là sau 2 đến 3 tuần bị cáo mới gặp chị Hằng ạ. Đấy, vâng ạ. Thì nội dung là bị cáo với anh Tuấn đi chàng đã thống nhất nhau như vậy và chị Hằng cũng nói rất rõ là em cũng biết là như vậy thì em cũng chỉ mong làm sao mà nó nhẹ nhất thôi. Đấy là cái nội dung thứ nhất, thứ hai. Cái nội dung thứ ba là sau khi chị Hằng về thì bị cáo có ngồi lại với anh Tuấn. Anh Tuấn cũng có nói với bị cáo là việc của Hằng ấy thì anh rất là quan tâm đến Hằng, là cô em kết nghĩa của anh. Anh rất là quan tâm. Em có nếu có cần cái gì thì em bảo anh. Thì ngay khi đó thì bị cáo cũng nói với anh Tuấn là anh em mình cùng nghề với nhau. Anh là cấp trên, là thủ trưởng. Thì anh biết rồi, việc ra tự thú ấy là tự chị ý giúp chị thôi. Đấy, và chủ trương chính sách của pháp luật cũng là khoan hồng đối với những người tự thú. Cho nên là mà hiện tại thời điểm đó là cơ quan điều tra cũng rất cần những người như chị Hằng, phải nói như thế ạ. Rất cần những lời khai tự thú như của chị Hằng để phục vụ. Vâng. Thế thì anh Tuấn cũng nhất trí là như vậy. Và anh Tuấn có nói với bị cáo rằng là thế thì em cứ cố gắng, sau này nếu mà em có phấn đấu có cái gì đó lên chức chẳng hạn thì cứ nói với anh sẽ ủng hộ.
Đây là ba cái nội dung tại thời điểm đó, tại buổi đó thôi ạ. Rồi, tại buổi gặp tiếp theo thì như thế nào? Thưa hội đồng xét xử, buổi gặp tiếp theo là sau cái buổi đó thì chị Hằng nên làm việc, tiếp tục nên làm việc với cơ quan điều tra khoảng 2 đến 3 tuần nữa. Thì cơ bản các cái nội dung của chị Hằng là đối với phần của chị Hằng là xong. Lúc đó thì bị cáo và cơ quan điều tra phải tập trung sang các cái doanh nghiệp khác. Vì thời điểm đó nó có khoảng 100 doanh nghiệp ạ, hơn 100 đối tượng. Cho nên là bị cáo cũng không phải liên hệ lại, việc của chị Hằng là coi như xong. Thì đến tầm trong thời gian này thì chỉ có anh Tuấn thường xuyên gọi điện thoại cho bị cáo hỏi tình hình như thế nào, có gì mới hay không. Thì bị cáo cũng thường xuyên là nghe điện thoại và trả lời anh Tuấn là tình hình cũng không có gì mới, không có gì phát sinh. Cho đến ngày 19 tháng 8 ạ. Bị cáo nhớ là ngày 19 tháng 8 thì anh Tuấn có gọi điện thoại cho bị cáo là qua nhà anh chơi. Đấy, thì em cũng được thời hôm đó thì bị cáo cũng đang liên hoan. Thì bị cáo cũng nói là hôm nay em cả đang em bận thì em xin phép em qua được không. Thì anh Tuấn cũng cứ qua một chút thôi, anh chờ. Thế khi bị cáo qua thì có chị Hằng ở đó. Đấy, thì anh Tuấn có nói là cô em cũng muốn gặp chúc mừng 19 tháng 8. Và chị Hằng hôm đó là bị cáo nhớ là chị Hằng có cái việc gì đó cũng rất là vội. Thì chị Hằng chỉ kịp là em cho em chúc mừng 19 tháng 8 anh. Thôi hai anh em ngồi chơi nói chuyện và chị Hằng đi về ạ. Đấy. Tại buổi này thì bị cáo không có nói gì với chị Hằng ạ. Chỉ có nói chuyện với anh Tuấn thôi ạ. Rồi. Và đấy là lần thứ ba ạ. Và còn lần thứ tư là sau khi bị cáo chuyển công tác ạ. Đấy, thì khoảng bị cáo không nhớ chính xác nhưng mà khoảng tầm 2 đến 3 tuần gì đó. Đấy, thì lý do ấy là chị Hằng có nên làm việc với cơ quan điều tra. Đấy, và được cơ quan điều tra viên cũng một là cũng nói là anh Hưng cũng đã chuyển đơn vị công tác. Thứ hai là điều tra viên có yêu cầu chị Hằng viết một cái đơn xin cứu xét ạ. Đó, thì anh Tuấn có gọi bị cáo sang, chị Hằng có nói chuyện như vậy. Thì bị cáo có nói là được như thế thì điều tra viên hướng dẫn như thế thì tốt quá. Thì viết và nhớ là đưa cái phần khó khăn của mình trong cái quá trình giải cứu vào trong cái đơn. Đấy, và nếu mà có gửi thì nên là viết hai cái đơn, gửi một cái gửi cơ quan điều tra và một cái gửi viện kiểm sát. Đó, thì đấy là nội dung mà bị cáo nói chuyện với chị Hằng như vậy. Thế còn với anh Tuấn thì hôm đó là bị cáo chỉ có nói một cái chuyện là anh Tuấn hôm đấy có hỏi thăm thôi. Anh Tuấn có hỏi là cơ quan lại tiếp tục một xử lý cán bộ văn phòng chính phủ à. Đấy, thì vì trước đó 1-2 ngày là xử lý ạ. Thì bị cáo có nói là vâng, có xử lý trường hợp. Thế thôi ạ. Anh Tuấn. Trong cái lần trao đổi với cả Tuấn dạ, cũng như là gặp mặt Hằng tại nhà Tuấn dạ, thì bị cáo có bao giờ đưa ra yêu cầu là phải đưa tiền cho bị cáo để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự không? Dạ, bị cáo không bao giờ có ạ. Rồi. Vâng, bởi vì bị cáo không có lý do gì để yêu cầu cả. Sau khi mà bị cáo bị điều chuyển khỏi phòng 5, không còn giữ chức vụ trưởng phòng 5 của Cục An ninh Điều tra Bộ Công an dạ, thì bị cáo có gặp Hằng và Tuấn tại nhà Hằng, tại nhà Tuấn không? Dạ, bị cáo có gặp một lần ạ. Nếu bị cáo vừa trình bày đấy ạ. Vâng. Tại cái buổi gặp đấy thì bị cáo có nói rằng là có quyết tâm cứu Sơn hay không? Bị cáo không ạ. Rồi. Vâng ạ, bị cáo. Tại cái buổi gặp đấy thì bị cáo trao đổi rằng là bị cáo vẫn kiểm soát được tình hình không? Không có ạ. Rồi. Vâng, bị cáo chỉ có nói là bị cáo xin phép giải thích một chút thôi ạ. Là anh Tuấn có nói là Hằng nghe thấy em chuyển công tác thì hơi lo lắng. Thì bị cáo có nói là cái việc của chị Hằng ra tự thú là được hưởng theo chính sách của pháp luật, anh biết rồi. Thôi được rồi. Vâng ạ. Tại cái buổi gặp đấy thì bị cáo có nói rằng là cái việc điều chuyển công tác với bị cáo chỉ là thủ tục hành chính thôi. Còn bị cáo vẫn là điều tra viên chính thụ lý vụ án này không? Không có ạ. Anh Tuấn trước mặt anh Tuấn sau bị cáo nói như được ạ. Dạ. Vì có những tài liệu như thế thì tòa án hỏi lại bị cáo để yêu cầu bị cáo xác nhận là bị cáo có những lời nói hay không? Là không có ạ. Rồi. Dạ vâng ạ. Bị cáo có trong những cái quá trình trao đổi giao dịch với cả Hằng và Tuấn, bị cáo có nhận khoản tiền nào từ Tuấn chuyển cho bị cáo không? Bị cáo chưa bao giờ nhận một khoản tiền nào mà anh Tuấn chuyển cho bị cáo ạ. Cái ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022, bị cáo có nhận chiếc cặp mà Tuấn gửi đến cho bị cáo không? Bị cáo có ạ. Bị cáo nhận chiếc cặp đấy ở đâu? Dạ, bị cáo nhận chiếc cặp ở cổng cơ quan của bị cáo ạ, tại số 15 Trần Bình Trọng ạ, số 11 Trần Bình Trọng ạ.
Chiếc cặp đấy là do Tuấn gửi cho bị cáo đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, lý do Tuấn gửi cho bị cáo chiếc cặp đấy là gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử là tháng 11 thì bị cáo nằm viện điều trị Covid gần một tháng ạ. Thì khi mà bị cáo ra viện ấy, thì anh Tuấn có gọi điện hỏi thăm bị cáo. Đấy, bị cáo cũng nói chuyện với anh Tuấn là bệnh tình của em là rất là nặng, nguy hiểm. Chậm một ngày là không cứu được, các bác sĩ rất là tận tình, thì cứu được. Thì anh Tuấn có nói là thế đã chu đáo với các bác sĩ chưa? Thì bị cáo có nói là em cũng đang tính tuần tới là sẽ liên hoan để tri ân. Thì anh Tuấn có nói là để anh Tuấn chuẩn bị quà cho bị cáo. Đấy, thì bị cáo, anh Tuấn bảo là khi nào có lịch thì báo cho anh Tuấn sẽ gửi quà. Thế sau đó thì anh Tuấn có chuyển cái quà đó cho bị cáo ạ. Quà là quà gì? Dạ, cái thưa lịch sử đó là 4 chai rượu vang ạ. Là gì? Là rượu vang ạ. Là rượu vang? Dạ vâng ạ. Chiếc cặp Tuấn gửi cho bị cáo thì trong cặp theo bị cáo là có những gì? Trong cặp là có 4 chai rượu vang ạ. 4 chai rượu vang? Vâng ạ. Chiếc cặp đấy thì có đặt mật khẩu gì không? Dạ không ạ. Khi Tuấn chuyển cho bị cáo thì cậu Tuấn có báo cho bị cáo cái mật khẩu của chiếc cặp đấy không? Dạ không có ạ. Mã khóa không? Không, không có ạ. Bị cáo bật hai cái đầu nó đã ra rồi ạ. Ai là người giao cho bị cáo chiếc cặp đấy? À, dạ có một anh theo như cáo trạng thì anh ấy là anh Trình Văn Huy ạ. Trình Văn Huy, vâng, lái xe của bị cáo Tuấn đúng không? Cái đấy thì bị cáo không rồi, rõ lắm rồi. Sau khi nhận chiếc cặp đấy thì bị cáo làm gì? Sau khi nhận được cái cặp của anh Huy thì bị cáo đưa lên trên xe của bị cáo. Rồi. Đấy, và bảo anh lái xe là đi về ạ. Có nói với anh lái xe là trong cặp đấy có gì không? À, khi lên xe thì bị cáo có khoe với anh lái xe là có một anh ông cho mấy chai rượu. Bị cáo có mở chiếc cặp đấy ra trong xe không? Bị cáo có ạ. Trong xe, cái người lái xe có biết không? Cái này thì bị cáo cũng không rõ lắm ạ. Bởi vì là lái xe thì ngồi ở trên, còn bị cáo thì ngồi ở dưới. Sau khi bị cáo lên xe thì bị cáo mở cặp ra xem. Vâng ạ. Thì thấy có gì ở trong? Có 4 chai rượu vang. Có rượu vang. Vâng. Xong bị cáo có mang cái cặp đấy vào trong phòng làm việc không? Hay bị là cáo, để trên xe? Bị cáo không, bị cáo để trên xe luôn ạ. Thế bảo lái xe trở về. Vâng ạ. Chiếc cặp đấy hiện nay ở đâu? Báo cáo là chiếc cặp đó thì sau khi từ cuối năm ấy thì được bị cáo khi mang về thì bị cáo để rượu ra ngoài và bị cáo để cái cặp ở trong nhà. Thì sau đó thì bị cáo dọn dẹp nhà cửa cái thứ thì thực ra bị cáo cũng không thể nhớ được là cái cặp để đâu. Trong quá trình trao đổi với Hằng và Tuấn thì bị cáo có nói rằng là cần phải có tiền để đưa cho viện kiểm sát không? Bị cáo không bao giờ nói, bởi vì ngay từ đầu bị cáo bị cáo với anh Tuấn là đã thống nhất với nhau là việc của chị Hằng là không cần bất cứ một cái gì ạ. Bị cáo có nhận 350.000 đô la Mỹ mà Tuấn đưa cho bị cáo trước thời điểm mà bị cáo bị Covid không? Bị cáo không có ạ. Trước thời điểm đó rất dài thời gian bị cáo không gặp anh Tuấn ạ. Rồi. Vâng ạ. Bị cáo có thể tạm thời ngồi xuống. Dạ. Yêu cầu bị cáo Tuấn đứng lên. Đề nghị chuyển micro cho bị cáo. Bị cáo Tuấn trả lời ngắn gọn thôi. Bị cáo khai hội đồng xét xử biết là bị cáo và bị cáo Hằng đã gặp bị cáo Hưng bao nhiêu lần tại nhà bị cáo? Báo cáo kính thưa hội đồng xét xử, những lời trình bày của anh Hưng là không chính xác. Trước hết là gặp khi chưa làm gì, bắt đầu vào công việc cụ thể đã là 3 lần. Một lần tại Đặng Thế Mai và 2 lần sau tại là tôi, như tôi trình bày lúc trước tôi là khai trước hội đồng xét xử. Sau đấy trong thời gian từ tháng 2, từ tháng 3 cho đến trước thời điểm tháng 9 là khoảng 5-7 lần. Sau thời điểm tháng 9, tháng 10 đã gặp nhau 1 lần. Sau thời điểm anh Hưng bị Covid về gặp nhau 1 lần nữa. Sau thời điểm anh Sơn bị bắt ngày 21 tháng 12 gặp nhau tại nhà tôi. Sau thời điểm 26 tháng ngày 21 là ngày 26 tháng 12 tôi và anh Hưng và chị Hằng gặp nhau tiếp ở nhà tôi. Thế những cái lần mà anh Hưng nói thế là không đúng sự thật. Trong các lần gặp nhau để trao đổi như vậy thì có lần nào Hưng đưa ra yêu cầu phải đưa tiền để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự không? Tất cả các lần gặp đấy thì báo cáo các lần đưa tiền thì kính thưa bị đồng xét xử là như tôi đã trình bày cho xét xử 2 lần đầu thì là chị Hằng chỉ tự nguyện. Còn bắt đầu từ cuối tháng 4 khi tôi đang đi chuyển việc thì anh Hưng đã điện thoại cho tôi và nói cái chuyện là cần phải chi phí. Các lần sau thì đều là anh Hưng yêu cầu.
Và đặc biệt là tổng số tiền mà bị cáo đã nhận và chuyển cho Hưng là bao nhiêu tiền? 1.250.000. 1.250.000 hay là bao nhiêu? Dạ. Yeah. Bị cáo 2.250.000 xin lỗi. Bị cáo khai lại cái con số chính xác là tổng số tiền bị cáo đã nhận và chuyển cho Hoàng Văn Hưng là bao nhiêu? Tôi nhận của Hằng là 2.650.000. Ngoài cái 400.000 như tôi đã trình bày trước hội đồng xét xử và trong cái quá trình điều tra thì toàn bộ là tôi chuyển hết cho Hoàng Văn Hưng theo cái đề nghị của Hằng và cái yêu cầu của Hoàng Văn Hưng và cái đề nghị chuyển từ Hằng sang cho Hưng. Bị cáo khai hội đồng xét xử biết là trong quá trình trao đổi thì sau thời điểm Hưng bị điều chuyển khỏi phòng 5 của Cục An ninh điều tra thì Hưng có nói với bị cáo là Hưng cái việc điều chuyển này chỉ là thủ tục hành chính và Hưng vẫn là điều tra viên thụ lý vụ án này không? Có... như tôi đã trình bày với hội đồng xét xử từ nãy, tức là từ khoảng tháng 8 thì Hưng có nói với tôi là được chức cục trưởng mới thì sẽ có sự điều chuyển. Thì sau đấy thì là tôi cũng không biết là anh ấy điều chuyển lúc nào. Sau khi cô Hằng lên làm việc về thì khoảng tháng 9 tháng 10 đấy, thì là tháng 10 thì cô Hằng có nói là anh Hưng bị chuyển khỏi đấy rồi. Nên có trưởng phòng mới, điều tra viên nói với em là bắt đầu từ hôm nay là trưởng phòng mới thay điều tra viên mới. Thì bản thân cái việc này cô Hằng rất là lo, nhưng anh Hưng thì... bị cáo trình bày rồi. Vâng, dạ. Thế thì cái sau này trong quá trình này thì thời điểm này tôi đã hỏi anh Hưng là thế em chuyển như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Tôi không biết là anh ấy chuyển sang cái phòng hậu cần chính trị. Chứ nếu tôi biết là chuyển sang phòng của chị thì thật sự là sẽ không có cái chuyện giao tiền giai đoạn sau rồi đâu. Vâng. Thế còn anh vẫn nói là anh là người điều tra viên chính và người thụ lý chính của cái việc đấy. Mặc dù là không trực tiếp làm trưởng phòng nữa nhưng vẫn là người tập hợp báo cáo làm việc với các cơ quan. Trong cái chiếc cặp mà bị cáo nhờ cái anh Trình Văn Huy chuyển đến cho bị cáo Hoàng Văn Hưng có những gì bên trong? Kính thưa hội đồng xét xử, như tôi đã khai báo trong quá trình điều tra cũng như trước hội đồng xét xử vừa rồi, cái cặp đấy, cặp mã số 104 tôi đã đưa vào đấy, xếp vào đấy 450.000 theo đúng cái yêu cầu của anh Hưng. Số tiền 450.000 là anh Hưng yêu cầu tôi nói chị Hằng chuẩn bị. Sau khi nhận tiền của chị Hằng thì 1 tháng 12 trước đấy là anh Hưng đã giục rồi, nhưng tôi nói là để chờ chị Hằng chỉ xuống với tiền nốt. Thì đúng mùng 1 tháng 12 thì mới xong đủ tiền thì tôi báo. Thế vào mùng 4 tháng 12 thì báo cáo là tôi đã xếp vào trong đấy, đó là tiền 450.000 đô. Theo yêu cầu của anh Hưng là một gói 300 và một gói 350, một gói và một gói 100 theo cái yêu cầu của anh Hưng. Trước cái lần đưa tiền đấy thì cái lần đưa tiền liền trước đấy thì là bị cáo đã chuyển cho Hưng bao nhiêu tiền? Trước đấy là 350.000 trước thời điểm anh Hưng bị Covid ấy. Bị cáo tạm thời ngồi xuống đi. Yêu cầu bị cáo Hằng đứng lên. Bị cáo, những lời khai của bị cáo Tuấn có đúng không? Dạ, hoàn toàn chính xác ạ. Bị cáo khai lại cho hội đồng xét xử biết là cái việc mà khi mà Tuấn đưa tiền cho Hưng và có gọi điện cho bị cáo thì có đưa cho Hưng nói chuyện với bị cáo không? Dạ, có ạ. Rất nhiều lần là khi mà anh Tuấn, anh Hưng đến nhà anh. Alo, đến lấy tiền thì... trong cái lúc mà anh Hưng và anh Tuấn ngồi ở nhà anh Tuấn thì anh Tuấn có gọi điện và cho bị cáo nói chuyện với anh Hưng ạ. Rồi. Trong cái lần bị cáo và bị cáo Tuấn gặp bị cáo Hưng thì có lần nào Hưng đưa ra yêu cầu đưa tiền không? Dạ có ạ, tức là anh có lần anh Hưng nói là đã đưa cho bên viện kiểm sát 350.000 nhưng mà đã đưa cho bên viện kiểm sát nhưng mà họ chi ít và yêu cầu là phải đưa thêm và mới đấy mới chỉ là một nửa thôi ạ. Tổng số tiền bị cáo đã đưa cho Tuấn để chuyển cho Hưng là bao nhiêu tiền? Dạ là 2.800.000 đô ạ. Rồi, bị cáo ngồi xuống. Bị cáo Lê Hồng Sơn đứng lên. Khi mà bị cáo Hằng có liên hệ với cả bị cáo Tuấn đề nghị là tìm người giúp đỡ để không bị xử lý hình sự thì Hằng có trao đổi lại với bị cáo không? Dạ có ạ. Hằng trao đổi với bị cáo là Hằng nhờ ai? Có nhờ anh Tuấn ạ. Nhờ anh Tuấn xong có nói là sẽ nhờ đến ai tiếp theo không?
có một thời gian sau thì có nói là có một người có thẩm quyền và phụ trách vụ án đấy. Thằng có nói tên người đấy không? Có. Tên là gì? Tên là Hưng ạ. Có nói Hưng chức vụ gì không? Hình như bị cáo cũng không nhớ lắm, nhưng mà cũng nói sau này là cũng có nói là trưởng phòng. Rồi, bị cáo ngồi xuống. Dạ. Anh Trình Văn Huy có ở đây không? Anh Trình Văn Huy có mặt tại phiên tòa không? Vâng, mời bà ngồi xuống. Anh Phạm Thanh Bình có mặt không? Yêu cầu anh lên trên bục khai báo. Anh cho biết là anh quan hệ như thế nào với bị cáo Hoàng Văn Hưng? Tôi là lái xe. Anh là được Hưng thuê làm lái xe cá nhân cho Hưng đúng không? Dạ, vâng. Anh lái xe từ thời gian nào đến thời gian nào? Lái xe thì không phải là chuyên nghiệp mà là có công việc thì Hưng gọi đi. Anh Hưng có việc thì anh Hưng nhờ lái chứ không phải lái xe chuyên nghiệp. Tức là khi nào anh Hưng có việc thì anh Hưng liên hệ với anh để nhờ anh lái xe đúng không? Vâng. Cái ngày 5 tháng 12 năm 2022 anh có lái xe cho Hưng không? Dạ có. Buổi sáng ngày hôm đấy thì anh có đỗ ở cái cổng chỗ 15 Trần Bình Trọng gần trụ sở cơ quan của Hưng không? Dạ có. Lúc đấy anh lái xe gì? Lúc đấy lái xe Ford Explorer. Khi Hưng lên xe thì anh thấy có Hưng xách theo cái tài liệu gì không? Đồ vật gì không? Xe thì anh Hưng thì lúc đỗ đấy thì anh Hưng lên xe thì anh có cầm theo có một cái cặp hay cái vali gì đấy, anh mở cái cốp đằng sau anh để đằng sau, thì một lúc thì anh mở cửa sau ra thì anh bảo tôi là anh chạy về đi đến chiều lên đón em. Lúc Hưng ngồi lên xe đấy thì Hưng có mở cái cốp ra, mở cái cặp ra không? Thực ra lúc đấy tôi không để ý, bởi tôi ngồi ghế lái tôi không để ý. Sau đấy thì anh lái xe đi đâu? Dạ tôi lại lái xe về chủ nhà anh Hưng. Anh có biết trong cái cặp đấy có gì không? Dạ không ạ. Anh có nhìn thấy Hưng mở cặp không? Dạ tôi ngồi trên xe thì ở trên ghế lái tôi không để ý đằng sau ạ. Rồi. Anh có cam đoan lời khai của mình là đúng không? Tôi cam đoan đúng ạ. Rồi, anh có thể về chỗ. Bị cáo Hưng đứng lên. Bị cáo nghe rõ lời khai bị cáo Tuấn và bị cáo Hằng không? Bị cáo có ý kiến gì không? Dạ, bị cáo khẳng định là lời khai của anh Tuấn, đặc biệt lời khai của chị Hằng là hoàn toàn không chính xác ạ. Bị cáo xin chỉ ra một ví dụ thôi ạ. Chị Hằng có nói là bị cáo nói với chị Hằng là đã nhận 300.000 đô la trừ cho vị cảnh sát và mới được một nửa. Cần phải có thêm. Bị cáo khẳng định nội dung này là không đúng ạ. Bởi vì là bị cáo muốn chị Hằng cho biết cụ thể xem là bị cáo nói là ở đâu và thời gian nào ạ. Ở thời điểm nào ạ? Vâng ạ. Đấy còn là thứ nhất. Còn nội dung thì không? Thứ hai á, là bị cáo khẳng định rằng bị cáo hoàn toàn có thể chứng minh được. Bị cáo không nhận cái số tiền 350 đô la. Ngay tại đây bị cáo có thể chứng minh được. Vâng ạ. Thôi được rồi, đây là phần xét hỏi thì tòa án hỏi. Đến vâng phần tranh luận thì bị cáo sẽ trình bày cái phần quan điểm của mình. Vâng ạ. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, chị khai báo rằng tôi là người hướng dẫn chị khai báo về nội dung chị nhận trách nhiệm và che giấu hành vi của anh Sơn. Nhưng khi đối chất với tôi dưới sự điều hành của hai điều tra viên và một kiểm sát viên thì chị đã khai báo rằng cái nội dung đó là chị được anh Tuấn hướng dẫn trước khi ra tự thú làm việc với con điều tra. Và ngày hôm nay chị lại khai báo trước hội đồng xét xử là tôi là người hướng dẫn chị. Đề nghị chị cho biết lời khai nào là chính xác. Rồi, bị cáo dừng ở đây đi. Bị cáo Hằng có thể trả lời được câu hỏi này không? Bị cáo đã khai hết ở trong với cơ quan điều tra rồi và bị cáo không trả lời nữa. Rồi. Bị cáo Hưng có muốn hỏi gì nữa không? Đề nghị hội đồng kiểm tra giúp bị cáo cái buổi đối chất ạ. Rồi. Câu hỏi thứ hai. Chị Hằng hoàn toàn không hề biết bị cáo yêu cầu anh Tuấn chuyển 350.000 đô la. Đây là câu hỏi chứ không phải là câu diễn giải. Đề nghị bị cáo đặt luôn câu hỏi đi. Dạ vâng, đấy thì đấy là cũng là nội dung câu hỏi ạ. Rồi. Chị Hằng hoàn toàn không biết. Chị Hằng cũng không biết anh Tuấn chuyển tiền 300.000 đô la cho bị cáo. Chị Hằng cũng không biết anh Tuấn đưa tiền vào chiếc cặp mà bị cáo nhận từ anh Trình Văn Huy. Vậy căn cứ vào đâu
chị Hằng khẳng định rằng lời khai của anh Tuấn là hoàn toàn chính xác. Bị cáo Hằng có trả lời được câu hỏi này không? Bị cáo cũng không trả lời ạ. Rồi, bị cáo từ chối trả lời đúng không? Đồng xét xử nghe rất rõ rồi, luật sư cũng không hỏi lại. Và tôi xin hỏi chuyển sang mục là vụ cái cặp sách, cái cặp mà có chứa mấy chai rượu như bị cáo đã trình bày. Bị cáo có nghe rõ lời chứng của ông Phạm Thanh Bình là lái xe của bị cáo? Bị cáo ông Phạm Thanh Bình vừa trình bày đấy. Dạ. Tức là ông Phạm Thanh Bình ngày hôm qua có trình bày là sau khi bị cáo nhận rượu từ ông Trình Văn Huy. Vâng. Thực ra hôm nay không có mặt ông Trình Văn Huy ở đây, tôi muốn hỏi thêm một số liên quan đến đến cái cặp đấy. Dạ. Vì không có bị cáo không có người làm chứng Trình Văn Huy cho nên là bị cáo Phạm Thanh Bình cũng vừa cung cấp cái lời khai bổ sung cho cái nội dung lời khai hôm qua. Dạ vâng ạ. Thì khi bị cáo nhận cặp thì bị cáo mang vào xe trước khi cất cặp nói với bị cáo Bình nói với người làm chứng Bình là đây là mấy chai rượu anh cho, hay là sau khi bị cáo mở cái bị cặp ra thì tức là thế này, khi mà bị cáo nhận được cái cặp của Trình Văn Huy thì bị cáo đưa lên xe ở ghế thứ hai ấy, cái hàng ghế thứ hai, cái này camera xác định rất rõ rồi chứ không phải là bị cáo đưa vào cốp đâu. Bị cáo đưa hàng thứ hai bị cáo có mở ra thì ra xem là có 4 chai rượu thì bị cáo cũng có nói với anh Bình thôi là có ông anh cho mấy chai rượu để tiếp khách, sau đó bị cáo cũng đậy cái cặp lại và bị cáo đưa lại đằng sau cái cốp đằng sau lưng, thế thôi ạ. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết là cái thời điểm trình báo cho hội đồng xét xử là cái thời điểm mà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trong cuộc gọi 6:45 sáng có nói rằng sẽ chuyển cho bị cáo chai rượu để mà tổ chức cái việc đó, thì là bị cáo có biết là cái việc mà cho rượu vào trong cặp hay là một cái vật mang gì khác không? Bị cáo không biết. Về vấn đề này thì bị cáo xin trình bày như sau. Bị cáo không hoàn toàn không chỉ biết là anh Tuấn gửi quà cho bị cáo để tiếp khách. Tất cả những cái nội dung xung quanh cái cặp này ấy, nó nhiều, có rất nhiều điểm vô lý, nhưng mà ngày mai khi nào đến cái phần trình bày của bị cáo sẽ trình bày ạ. Rồi. Vâng. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết là cái số rượu mà như bị cáo trình bày được mang để lưu trữ chỗ nào và sử dụng vào mục đích gì? Khi mà nhận được cái cặp đó thì chiều ngày hôm đó ấy, khi về nhà thì bị cáo xếp lên nhà thôi, bị cáo đưa vào cái phòng để rượu, bị cáo xếp rượu ra phòng. Dạ vâng ạ. Và sau đó số rượu đó sử dụng vào mục đích gì? Số rượu đấy thì bị cáo sử dụng trong hàng ngày thôi ạ. Bởi vì là theo cái trình bày của bị cáo tại cơ quan điều tra là cái số rượu mà bị cáo nhận được thì do bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tặng. Để thôi, luật sư có hỏi gì không? Luật sư giải đáp cái gì? Không, tôi muốn hỏi cái hỏi thì là hỏi chứ không phải là giải trình. Bị cáo đặt câu hỏi gì không? Bị cáo hiểu ý của luật sư, tức là lời trình bày của bị cáo là rượu để tiếp khách, tức là để tri ân các bác sĩ, cái đấy bị cáo hiểu. Nhưng mà vì cái cuộc bố trí cái tiệc với cả các bác sĩ á, thì nó lại rất là đông, tức là gần 20 người. Đấy, và các bác sĩ cũng nói luôn là nên dùng cái rượu trắng chứ không dùng cái rượu vang. Đấy là cái lý do là tại sao bị cáo không dùng cái rượu đấy để tiếp khách. Luật sư có hỏi gì thêm không? Phần cuối cùng tôi muốn hỏi bị cáo là trong cái quá trình mà bị cáo trong giai đoạn điều tra đấy, khởi tố điều tra thì bị cáo có rất nhiều tâm tư về cái quá trình mà tiến hành tố tụng. Thì theo bị cáo là có những vấn đề gì liên quan tới tố tụng mà dẫn đến cái việc mà cơ quan điều tra ra kết luận điều tra và sau đó là viện kiểm sát ra cáo trạng mà gây bất lợi cho bị cáo, thì ở đây là buổi công khai thì bị cáo có thể trình bày. Thì thôi, đồng xét xử bị cáo xin trình bày ngắn gọn, còn phần còn lại thì sẽ sang cái phần đối đáp và bào chữa thì bị cáo sẽ trình bày, nhưng mà tại cái phần này thì bị cáo xin trình bày ngắn gọn thôi. Bị cáo vẫn khẳng định một điều rằng là bị cáo bị oan, và kết luận điều tra cũng như là cáo trạng là buộc tội oan cho bị cáo, buộc tội không có bất cứ một chứng cứ nào mà chỉ dựa trên một lời khai một chiều duy nhất để buộc tội cho bị cáo. Cái lời khai này có rất nhiều điểm mâu thuẫn vô lý, thậm chí là không đúng sự thật mà các cơ quan tiến hành tố tụng không kiểm chứng. Cái nội dung thứ hai ấy, là bị cáo khẳng định một điều rằng không chỉ buộc tội oan cho bị cáo mà kết luận điều tra và cáo trạng đã bỏ lọt hành vi phạm tội, không chỉ một hành vi và nhiều hành vi, không chỉ có một người và nhiều người. Ngày mai khi có điều kiện bị cáo sẽ trình bày. Bị cáo chỉ mong muốn rằng hội đồng xét xử xem xét mối quan hệ, cái mối liên hệ giữa cái việc mà buộc tội cho bị cáo với cái việc bỏ lọt hành vi phạm tội có mối liên hệ gì hay không. Rồi, do bị cáo chưa trình bày, mai bị cáo trình bày đúng không? Rồi, tôi xin thích trong cái phần tranh luận bị cáo sẽ trình bày thêm. Vâng, tôi xin thích câu hỏi. Rồi, mời luật sư về chỗ. Tôi hỏi thêm bị cáo này.
Bị cáo trình bày rằng là trong cái giai đoạn mà dịch Covid ấy, thì bị cáo bị bệnh rất là nặng đúng không? Tình trạng bệnh rất nặng, nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể nguy hiểm tính mạng đúng không? Bị cáo khai là trao đổi với bị cáo Tuấn như vậy. Nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Thế sau khi ra viện thì bao nhiêu lâu sau bị cáo tổ chức cái buổi liên hoan với các bác sĩ mà xiên như bị cáo vừa khai? Khoảng 2 tuần. Thì vừa mới ốm nặng thế thì có ai tặng rượu để cho người ốm không? Không ạ, cái này bị cáo không hiểu ý của chủ tọa cũng được. Thế là cái việc mà tri ân á, tri ân với các bác sĩ thì nó cũng rất là đơn giản thôi, ăn một bữa cơm cũng có thể là tri ân rồi. Thế còn cái lúc mà bị cáo nhập viện với tình trạng nguy kịch như vậy, các bác sĩ cũng nói rất rõ là chậm một ngày thì khả năng khó cứu. Cái này thì hoàn toàn có thể kiểm tra được. Và sau thời gian điều trị rất dài, hơn 10 ngày ạ, thì bị cáo được ra viện trong tình trạng sức khỏe cũng vẫn còn chưa đảm bảo đấy. Và cái việc mà bị cáo tri ân với các bác sĩ thì cũng chỉ là ăn một cái bữa cơm, nó cũng bác sĩ thì không được cả. Rồi nhưng mà vấn đề là có ai tặng rượu cho cái người vừa mới ốm, gọi là thập tử nhất sinh, vừa mới khỏi bệnh không? Kính thưa hội đồng xét xử, đây là 4 chai rượu vang. Chuyện vang để bị cáo tri ân, tức là uống mời các bác sĩ ấy, thì cái đấy cũng hoàn toàn là có lý thôi ạ. Rồi, bị cáo ngồi xuống cho dạ. Những phiên thẩm vấn sẽ tiếp tục, những đối chất dĩ nhiên còn kéo dài. Các truy vấn của hội đồng xét xử cũng sẽ khiến sự thật được phơi bày. Tuy nhiên, đằng sau những tranh tụng đó lại là những mảng tối trong việc lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức chính quyền. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Một số hiện tượng tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi trong đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Do đó đã làm tổn thương thanh danh, uy tín của đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi trong hoạt động thanh tra thực chất là hành vi tham nhũng. Người được giao trách nhiệm phòng chống tham nhũng mà lại tham nhũng là điều không thể chấp nhận. Người được giao trách nhiệm chống tham nhũng phải hiểu hơn ai hết về tác hại nhiều mặt của tham nhũng, về sự rủi ro của hành vi tham nhũng, về hình phạt và cái giá phải trả cho hành vi tội danh này.